Thưa quý vị, những ngày gần đây, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai đã liên tiếp đón nhận những ca bệnh mắc bệnh rối loạn tâm thần do sử dụng thuốc lá điện tử. Và đáng báo động, đa phần các bệnh nhân là các thanh thiếu niên. Mặc dù những tác hại của thuốc lá điện tử đã nhiều lần được cảnh báo, bản tin Hà Nội 18 giờ cũng đã đưa tin về nội dung này. Tuy nhiên, có vẻ nhiều người họ vẫn còn rất chủ quan, vẫn chưa nhận thức rõ được những tác hại của loại thuốc lá thế hệ mới này và số lượng người sử dụng thuốc lá này vẫn còn gia tăng mỗi ngày. Và ngày hôm nay, Hà Nội 18 giờ sẽ dành phần lớn thời lượng để tiếp tục bàn về nội dung này, một nội dung tưởng cũ nhưng không hề cũ. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là trường hợp mới nhất phải nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử. Mới 30 tuổi, do áp lực công việc, bệnh nhân quyết định tìm đến thuốc lá điện tử để giúp bản thân hưng phấn hơn. Khi mà đang sử dụng thì em cảm thấy là tràn đầy năng lượng này, giảm stress hơn này, đấy, bớt căng thẳng hơn. Còn khi sau khi sử dụng thì bây giờ thì em cảm thấy là vẫn thừa nhiều năng lượng này. Sau 2 năm sử dụng thuốc lá điện tử, bệnh nhân có nhiều biểu hiện lạ như kích động, muốn la hét đập phá. Nhưng mà thực chất thì bạn ấy đã dùng tinh dầu của cần sa. Và khi đó thì bạn ấy sinh ra những cái hoang tưởng ảo giác, những cái cảm xúc cáu gắt kích động, cảm giác hoang tưởng như nghi ngờ bố mẹ, rồi là ghét bố mẹ, đấy, ghét đồng nghiệp, cho rằng mọi đồng nghiệp là hại mình và nhập viện trong trạng thái kích động. Còn bệnh nhân này đến trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng, buộc phải chỉ định lọc máu. Trước đó bệnh nhân đã sử dụng thuốc lá điện tử được 2 năm. Nhưng mà đây là loại thuốc lá điện tử, không phải là thuốc lá điện tử bình thường như cái những người khác người ta dùng, mà chắc là cái này là nặng hơn, cho nên là tôi đã theo dõi và tôi bắt được. Tôi cũng đưa cái thuốc lá điện tử đấy đến cho bác sĩ người ta xét nghiệm cho nó như thế nào. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy. Vâng, có thể thấy là nhiều bệnh nhân nhập viện và điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai thì được ghi nhận là đã sử dụng thuốc lá điện tử trộn nhiều chất gây nghiện khác. Như vậy, thuốc lá điện tử mà nhiều người sử dụng thì không chỉ đơn thuần là chứa nicotine, mà rất nhiều người bán hàng kinh doanh thì họ đã trộn thêm những cái chất gây nghiện không rõ nguồn gốc xuất xứ và thậm chí là trộn cả những cái hóa chất khác vào tinh dầu để có thể là thu hút người mua mà mọi người sử dụng thì không hề hay biết. Vâng, và đáng chú ý là chính nhận thức của những người họ sử dụng thuốc lá điện tử. Nhiều người thì vẫn cho rằng thuốc lá điện tử thì không tạo ra những khói thuốc thật mà chỉ có các hương vị mà thôi. Vậy nên sẽ không gây độc, không gây nghiện hay là ít gây hại. Và thậm chí là nhiều người họ còn sử dụng thuốc lá điện tử để giảm cảm giác thèm muốn thuốc lá truyền thống. Mình làm việc trong môi trường văn phòng thì thay vì việc là mình chạy ra chạy vào để hút thuốc lá truyền thống thì như vậy nó sẽ rất là bất tiện cho mình, thì thay vào đó thì trong cái thời gian mình làm việc có thể là mình sẽ sử dụng thuốc lá điện tử. Mùi miếc thì nó cũng đỡ hơn là cái thuốc lá truyền thống kia. Trước hút thuốc lá truyền thống kia một ngày cứ hết bao. Còn hút thuốc lá điện tử này cảm giác nó đỡ hơn, với cả nó thơm hơn, người làm người khác cũng dễ chịu hơn. Pot hay vape chẳng hạn thì nó có những cái loại tinh dầu nó rất là lạnh. Nó hút để hoàn toàn có thể khiến cho mình bị viêm họng hay là nó bị gọi là sốt hay cảm cúm gì đấy, đại loại như thế. Đấy, nhưng mà đơn giản là mình thích thì mình làm. Dễ mua, hương vị hấp dẫn, không gây nghiện, an toàn cho người sử dụng. Giúp cai nghiện thuốc lá truyền thống là những mỹ từ của các công ty sản xuất thuốc lá thế hệ mới nhằm thu hút người sử dụng. Tất cả những điều trên đã khiến cho nhiều người ngộ nhận về sự an toàn của thuốc lá điện tử mà không lường hết được tác hại mà nó mang lại. Khi hút thuốc lá, nó có thành phần nicotine ở trong đó. Cho nên là bệnh nhân sẽ đem lại cái có thể vẫn đem cái cảm giác nghiện cho người bệnh. Vậy thì không thể dùng cái một chất gây nghiện khác để gây nghiện được cái tương tự như thế được. Cái điều đấy hoàn toàn phi lý. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề hút thuốc lá đó, nó có cái độc hại của nó cũng gần như tương tự như thuốc lá truyền thống. Đấy, cũng liên quan đến nicotine, cũng liên quan đến một chất độc hại khác do khói sản xuất ra. Ngoài cái vấn đề đấy ra thì bởi vì nó họ sản xuất trên nó rất nhiều kim loại nặng ở trong đó thì nó còn cộng thêm cái phần độc hại nữa cho người bệnh, nó còn hơn cả cái thuốc lá truyền thống. Thuốc lá điện tử hiện nay là cái môi trường để dung túng, để chứa chấp các loại ma túy thế hệ mới. Thế và có thể nói các ma túy mà thậm chí là chúng ta có rất kể cả chuyên gia chưa bao giờ nghe thấy. Thế rồi một ngày đẹp trời nào các kẻ xấu người ta tạo ra một cái phản ứng hóa học nhất định ở góc vườn hoặc xó xỉnh nào đó, tạo ra một cái phản ứng hóa học, một cái chất mới. Theo các bác sĩ, thuốc lá điện tử đang làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể.
người hút thuốc lá điện tử sẽ giảm khả năng chống vi khuẩn, virus. Hệ lụy lâu dài, thuốc lá điện tử có thể gây ra các bệnh về tim mạch, hô hấp, thậm chí là ung thư. Đặc biệt, thuốc lá điện tử làm phát sinh loạt bệnh, ngộ độc mới nổi, chưa từng có trong y văn. Vâng, mặc dù có rất nhiều tác hại nhưng mà thuốc lá điện tử thì ngày càng phổ biến trong giới trẻ, thậm chí là đã trở thành trào lưu. Và tại các quán cà phê, nhà hàng, ở những địa điểm công cộng thì chúng ta không khó để bắt gặp những hình ảnh những bạn trẻ mà phì phèo khói thuốc. Và rất nhiều người bạn của tôi cũng đùa vui rằng là chúng ta đi cà phê mà cứ như là đang đi chùa vậy, bởi vì khói thuốc rất nhiều và mọi người cũng rất là khó chịu với ảnh hưởng những cái mùi nồng nặc như thế. Và các chuyên gia thì cũng lo ngại rằng nếu mà chúng ta không nhanh chóng ngăn chặn làn sóng nghiện thuốc lá mới thì rất là nguy hại và không kém gì so với thuốc lá truyền thống. Vâng ạ, và theo điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển tổ chức Campaign for Tobacco Free Kids tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trung bình có 12,7 điểm bán lẻ thuốc lá trong phạm vi bán kính 100m quanh mỗi trường học. Và có thể nói là các trường học đang bị bao vây bởi các cửa hàng bán thuốc lá điện tử. Và để có thể đánh vào thị hiếu của giới trẻ, những loại thuốc lá điện tử này có đến hơn 15.000 hương vị khác nhau. Và đặc biệt nếu các hương vị này còn được pha lẫn với các loại hương liệu khác thì chắc chắn cái tác hại của nó sẽ càng nhân lên cao ạ. Vâng, điều đáng nói đó là rất nhiều bạn trẻ cũng đã vô tình hoặc là thậm chí cũng cố ý để mà quảng cáo cho những loại mà thuốc lá điện tử. Và dù không được trả tiền thì những TikToker, những YouTuber hay là Facebooker thì vẫn quảng cáo rồi là vô tư review các sản phẩm vốn là không an toàn. Và nhiều bạn trẻ khi mà xem được thì lại tò mò rồi cũng học rồi tập theo hút. Như vậy là không nên, và mỗi người đã tiếp tay khiến cho cái việc quảng cáo trở nên tràn lan các sản phẩm thuốc lá điện tử ở trên không gian mạng. Vâng ạ, và việc hút thuốc lá điện tử thì không chỉ ảnh hưởng riêng bản thân những người sử dụng mà nó còn chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, những người mà vô tình hút phải những khói thuốc này. Và đáng chú ý, những tỷ lệ học sinh bị ảnh hưởng bởi việc hút thuốc lá thụ động ở trong trường học thì được ghi nhận ngày càng tăng cao. Theo nghiên cứu của Hội Y tế Công cộng Việt Nam năm 2020, tại thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ thanh thiếu niên 15 đến 24 tuổi ở hai thành phố lớn hiện nay đang sử dụng thuốc lá điện tử là 7,3%. Tỷ lệ này ở nam giới là 9,1% và nữ giới là 4,6%. Phần lớn người sử dụng thuốc lá điện tử nằm ở độ tuổi từ 18 đến 24. Cũng theo các bác sĩ, những người trẻ tuổi hút thuốc lá, não bộ chưa hoàn thiện càng dẫn đến nhiều nguy cơ khiến trẻ bị lạm dụng nhiều hơn, rất khó để cai nghiện. Hỏi rất nhiều con thì con bảo là con chỉ thử thôi mà, có làm sao đâu, bây giờ con không hút nữa. Nhưng sau một thời gian thì bố mẹ vẫn phát hiện là con tiếp tục hút. Và đến khi mà cái hàm lượng nicotine nó vượt quá cái ngưỡng cơ thể có thể sản xuất được thì đứa trẻ phụ thuộc vào cái điếu thuốc đó. Nicotine gây ra những tác hại nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh và trẻ vị thành niên. Nicotine có thể truyền qua nhau thai đến thai nhi, sau này có thể gây ra hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh và gây mất tính giác trong tương lai. Ở thanh thiếu niên, nicotine gây ra những ảnh hưởng xấu đến não bộ trong quá trình phát triển, giảm khả năng kiểm soát của bản thân, giảm khả năng chú ý và nhận thức cũng như gây rối loạn tâm trạng, cảm xúc. Các hóa chất khác của thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá được đốt nóng cũng gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, cả thuốc lá truyền thống lẫn thuốc lá điện tử đều làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng và tử vong do nhiễm COVID-19. Việt Nam vốn là quốc gia có tỷ lệ nữ giới hút thuốc lá điếu thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ nam giới hút thuốc lá điếu. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá điện tử hướng đến nữ giới và trẻ em, tỷ lệ nữ giới hút thuốc lá đã và sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Và tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở phụ nữ đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Vâng, thuốc lá điện tử thì đang lên ngôi bởi chính sự tiện lợi và thậm chí là thời trang. Tại Việt Nam thì thuốc lá điện tử vẫn chưa được cấp phép kinh doanh. Thế nhưng để có thể mua được các loại thuốc lá điện tử, các loại tinh dầu hay máy hút, dù là bất cứ loại nào nổi tiếng nhất trên thế giới thì đều có thể dễ dàng mua tại Việt Nam. Và thưa quý vị, chỉ cần lên mạng xã hội search từ khóa vape thuốc lá điện tử, rất nhanh chóng trên nền tảng mạng xã hội Facebook đã hiện ngay rất nhiều các quảng cáo, các biển hiệu bán loại thuốc lá thế hệ mới được bày trí công khai, dễ tìm ngay trên các tuyến phố trung tâm với các thiết kế bắt mắt, cùng hàng trăm loại vape, pod, tinh dầu được bày bán la liệt. Không chỉ có các loại thuốc lá điện tử dùng nhiều lần, mà cả các loại pod dùng một lần cũng bán khá chạy vì độ tiện lợi. Giá thành lại rẻ, màu sắc bắt mắt, nhiều mùi hương. Quy mô hoạt động và các loại hình quảng cáo các sản phẩm này xuất hiện trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo hay Telegram.
Vâng, không được phép mua bán kinh doanh hay nhập khẩu chính ngạch. Các hoạt động nhập lậu mua bán kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới thì đang diễn ra dưới nhiều hình thức và có diễn biến phức tạp. Và chỉ trong thời gian ngắn thì các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã liên tiếp bắt giữ các vụ mua bán thuốc lá điện tử trá hình không rõ nguồn gốc. 30.000 sản phẩm đầu hút một lần, 1.800 lọ tinh dầu thuốc lá và khoảng 100 chiếc máy hút thuốc lá điện tử. Tất cả đều không hóa đơn chứng từ, chủ hàng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Đây là kết quả thu giữ được của đội chống buôn lậu hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội và đội quản lý thị trường số 14 qua kiểm tra tại một điểm kinh doanh trên phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. Phương thức thủ đoạn của đối tượng là đối tượng thuê nhà tập kết và đóng thường xuyên đóng cửa kín, khi nào mà có khách đến mua hàng thì đối tượng mới cho nhân viên ra giao cho khách. Và đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn vận chuyển là thuê các Grab và các cái phần mềm giao hàng để đi giao cho khách hàng. Toàn bộ số hàng hóa trên thì là những cái hàng hóa mà nhập lậu chưa qua kiểm tra chất lượng, như là chưa được phép thông quan của Bộ Công Thương như là Bộ Y tế, đặc biệt là không chứng minh được cái việc đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Thống kê từ Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn đơn vị này đã tổng kiểm tra xử lý 81 vụ việc liên quan tới thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và shisha, qua đó phạt hành chính lên tới 1 tỷ đồng. Giá trị tang vật vi phạm là trên 5 tỷ 100 triệu đồng. Thu giữ gần 20.000 sản phẩm các loại như thiết bị, tinh dầu thuốc lá điện tử. Trong quá trình điều tra trinh sát thì cơ quan quản lý thị trường nói riêng và lực lượng kiểm tra nói chung thì có rất nhiều khó khăn. Bởi vì các cái mô hình, các cái doanh nhân, các cái chủ doanh nghiệp, các cái cửa hàng bán được ẩn nấu trong khu dân cư, ngõ nhỏ, ngõ chật, đường hẹp, khó đi vào, điều tra trinh sát gặp nhiều rất khó khăn. Trong quá trình trinh sát thì cơ sở thường xuyên đóng cửa và chúng tôi phải bằng biện pháp nghiệp vụ là kiểm tra trên Facebook thì mới phát hiện để mà kiểm tra ngăn chặn. Vâng, thực tế việc xử phạt hay là bắt giữ thì cũng không xử lý được tận gốc vấn đề của việc buôn bán lưu hành hay là sử dụng thuốc lá điện tử. Vâng ạ, và đáng chú ý hiện nay các mặt hàng sản phẩm thuốc lá điện tử hay các linh kiện tinh dầu thì vẫn đang chỉ nằm trong danh mục chưa được cấp phép nhập khẩu. Điều này thì cũng đồng nghĩa với việc đây là một mặt hàng không đủ điều kiện kinh doanh buôn bán và khi phát hiện thì chỉ có thể xử lý như hàng lậu, hàng không nguồn gốc hay hóa đơn chứng từ mà thôi. Vâng, nhiều chuyên gia và đơn vị quản lý thì cho rằng là cần quy định rõ ràng và luật hóa cụ thể việc cấm buôn bán kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử để có thể ngăn chặn tình trạng này gia tăng, đồng thời là hạn chế tối đa những ảnh hưởng, những hệ lụy kéo theo từ việc sử dụng thuốc lá điện tử. Chúng tôi tán thành cái biện pháp là phải xử lý mạnh về vấn đề ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng. Cái này tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng của ngành y tế, bởi vì liên quan sức khỏe thì cần phải có những cái chế tài và gia tay mạnh hơn. Xử lý hành vi buôn lậu, đấy là về hành vi buôn bán, mang những chất hoạt động thương mại. Chứ còn những cái hành vi mà tiếp tay, thế rồi kể cả cái hành vi mà lớp trẻ sử dụng thuốc lá điện tử gây hại như thế thì tôi nghĩ là cần phải có những cái chặt chẽ hơn và làm nghiêm hơn nữa. Chúng tôi đề xuất là thực sự phải khẩn cấp, phải rất sớm, bây giờ cũng tương đối muộn rồi, là không có thử thế gì hết, không có chuyện lưu hành thử gì hết. Và hiện nay là chúng ta đang về cơ bản chúng ta vẫn đang cấm, và đó là hàng nhập lậu. Đấy. Nhưng mà đã sử dụng rất nhiều, kinh doanh rất nhiều, là dứt khoát chúng ta phải khẩn cấp cấm. Y tế cũng đã có các cái văn bản và báo cáo với chính phủ nhiều lần, chúng tôi cũng đã báo cáo với chính phủ và các bộ ngành, và chính phủ thì cũng đã có cái văn bản sau các cái vụ ngộ độc vừa qua. Thì Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ cũng đã văn bản chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp để nghiên cứu các cái biện pháp hữu hiệu quan trọng để lùi cái thuốc lá điện tử này. Chúng ta cần nghiêm túc thực thi và ban hành các quy định hạn chế triệt để việc lưu hành các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là với các bạn trẻ. Các công ty sản xuất đang tiếp thị về hương vị kẹo cao su, hương trái cây, màu sắc bắt mắt của thuốc lá điện tử nhằm thu hút và khiến giới trẻ nghiện sử dụng các sản phẩm này. Bởi các công ty thuốc lá lớn cũng đã từng áp dụng phương thức tương tự với thuốc lá điếu thông thường. Những công ty lớn sản xuất thuốc lá điện tử cũng chính là các công ty sản xuất thuốc lá điếu thông thường. Vì vậy, mục tiêu của ngành y tế cộng đồng chính là bảo vệ những người trẻ tuổi khỏi tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Thưa quý vị, thuốc lá điện tử thì không phải là một sản phẩm tiêu dùng mới xuất hiện, mà nhiều ảnh hưởng xấu độc hại thì tiêu cực tới sức khỏe từ mặt hàng này thì đã được chúng tôi chứng minh rõ trong phần đầu của bản tin. Vì vậy mà nếu chúng ta sẽ không quyết liệt ngăn chặn thuốc lá điện tử thì rất nhiều những cái hậu quả, những tác hại khác có thể kéo theo sẽ diễn ra. Vâng ạ, và trên thế giới hiện nay thì cũng đã có đến 40 quốc gia vùng lãnh thổ đã cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử hay các loại thuốc lá nung nóng. Và chỉ riêng trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta có đến 5 quốc gia đã đưa ra lệnh cấm thuốc lá điện tử, đó là Thái Lan, Singapore, Lào, Brunei và Campuchia. Điển hình như tại Thái Lan, nếu bị phát hiện, người sử dụng thuốc lá điện tử sẽ phải chịu các mức phạt từ bị tịch thu đến phạt tiền và thậm chí là có thể ngồi tù khoảng 10 năm. Vâng, đối với mỗi quốc gia cấm sản xuất và buôn bán thuốc lá điện tử thì đều có các lệnh cấm kiểm soát việc sử dụng khác nhau. Ví dụ như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì sẽ tiến hành tịch thu thuốc lá điện tử ngay tại sân bay. Còn tại Brazil thì sẽ cảnh báo tịch thu xử phạt hành chính đối với những người sử dụng thuốc lá điện tử bị phát hiện. Ngoài ra thì một số quốc gia trên thế giới cũng đã ban hành lệnh cấm hút thuốc lá điện tử ở những nơi công cộng. Vâng ạ, còn tại Việt Nam của chúng ta, trong kỳ thảo luận của Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước giai đoạn năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, đại biểu Quốc hội cũng đã đề nghị cần cấm ngay việc mua bán, lưu thông, sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Từ nhiều vụ việc và những khuyến cáo của cơ quan chức năng, các đơn vị và các chuyên gia, việc cần chấm dứt ngay thuốc lá điện tử cũng cần sớm được thực hiện trước khi mặt hàng này trở nên phổ biến hơn. Đồng thời cũng cần có những chế tài cụ thể và nghiêm khắc để việc mua bán, kinh doanh, lưu hành và sử dụng thuốc lá điện tử không còn len lỏi trong đời sống. Và mỗi chúng ta cũng cần phải nói không với thuốc lá, dù cho bất cứ loại thuốc lá nào, dù là thuốc lá truyền thống hay là thuốc lá điện tử, thì chúng ta đều nói không với nó để có thể bảo vệ được sức khỏe cho chính bản thân mình, gia đình và cả cộng đồng.